Hôm nay là 20 tháng 5 2019. Tôi tiếp nhận với ca này viêm dây vi số 5 rất là nặng. Thế này thế thì viêm nhưng mà nó sơ cứng hết cái vùng má. Nó bị được mấy năm? 2 năm. Vậy nó đau lắm. Người trước bị thì nó đau như thế nào? Cảm tưởng. Nó đau. Viện nào chẩn đoán là viêm dây 5? Chị thuốc Hà Nội mình nhỉ? Hà Nội 28 Việt Nam 1/8. Hàng ngày cũng có đau chút thế. Trước đây bỏ được mấy hôm rồi nhỉ? Cố nha. Thế là cái cơn đau của nó ghê gớm không? Cái đau nó cứ hết hàng rồi. Cũng đều thì nó mất đau rồi thì nó đỡ có ra đau lắm. Cái điều khó khăn nhất là đối với bệnh nhân này là bây giờ có cái giảm đau, cái dòng mà dùng thuốc bệnh nhân tập kinh thì để tâm thần phân liệt thì đấy để ức chế cái kinh này thì thuốc thì chúng ta trao hồ thế ngay thôi. Cái dòng nó như gabalin thì mạnh lắm thì uống cái bệnh nhân êm ngay bỏ cái đau khủng khiếp. Thế đó, tất cả bệnh nhân đây như đây dây nằm kia thì bắt bỏ hết, bỏ qua cái thời gian mà chịu đau cái thì bệnh nhân sẽ rơi trạng thái là khỏi bệnh rất nhanh nên củng cố. Các bác ở đâu đấy? Đấy, người như nào đấy, cố gắng nhá, là phải chiến đấu với bệnh là phải cố gắng bỏ cái đau này, quyết tâm nhỉ. Đẹp trai này bị chán lắm. Rồi bác làm như thế nào? Bác đau cái bên nào nhiều nhất, răng hàm dưới hay răng hàm trên? Hàm dưới bên trái. Cái bệnh này thì nó có 3 nhánh. Cái nhánh của bác này bị là nhánh V3. V3 là đau gớm lắm. V3 là nhánh to nhất. Nó đau tôi để ý bệnh nhân thì đau kinh khủng. Chứ bị nhổ răng đúng không? Nhổ răng cái. Nhổ răng cái rồi. Thì thấy đau quá xong nghi nhổ luôn. Xong năm 2008 thì nhổ trước 1 năm. Nhổ trước 1 năm. Thế thì nhanh nhưng mà nhân là tôi để ý nếu mà cái ai mà cứ bị nhổ răng nha là chữa rất lâu khỏi. Đây phải cố. Em chuẩn bị đồ ra đây cho anh. Phác đồ điều trị cho cái viêm dây vi số 5 này thì tôi hôm rồi tôi rảnh thì tôi có xem trên YouTube ấy. Thì có nhiều người nói chữa dây 5 thực sự ra tôi xem một người đến nỗi mà dây 5 các ông cũng chẳng biết thế nào dây 5 cả. Không biết nó nằm ở đâu mà cứ nhận cứ hô chữa. Chữa thì chỉ quay lại bệnh nhân là tiếp nhận chữa có ai chữa khối ca hào đâu mà cứ kêu nhận chữa dây năm. Dây năm tôi cẩn thận lắm, bệnh nhân nhà tôi dây năm rất nhiều nằm nhân nhãn ra. Tôi nghiên cứu một cách rất rõ ràng. Thứ nhất là cái hôm đến bệnh nhân này thì phân loại xem nó bị nhánh số mấy này, cái khác đồ điều trị cũng khác nhau này. Ví dụ như bệnh nhân mà bị hiện thể mà teo nhiều thì châm thuốc tâm lý thì em cũng cơ lên đấy, châm mạnh cái kim tỳ lên. Nhưng đối với bệnh nhân như này là khỏe như này nhé, điều trị bao giờ cũng rất là nhanh. Người có thể lực yếu, già yếu, có tuổi nhưng ông bên kia chẳng hạn thế teo bây giờ cũng là sẽ khó hơn. Bệnh nhân này tuy 10 năm nhưng thể lực người ta rất là tốt thì mình châm nó sẽ khác đồ khác nhau. Có nhiều ông tôi xem trên YouTube thì cứ nhận bừa đấy, lấy tay bấm bấm vài cái khỏi dây năm đúng là mơ hồ. Và nhiều ông này cứ nói chung là không có cạn lời để nói. Có những cái bệnh ở dây năm điều trị phải rõ ràng. Tôi nói qua sự sốt ruột này, riêng viêm dây năm này nhá thì nó làm cho bệnh nhân đau, nó đau khủng khiếp luôn chứ không đơn giản, chỉ so so vài lá là khỏi được đâu. Em mang kim lên cho anh thác đồ chúng ta châm hợp gốc của chú vùng mặt trước, sau này dưỡng tâm an thần cho người ta mà châm thì nó mới hết được bệnh này. Bây giờ hôm nay theo dõi thác đồ thì xem hôm sau bao nhiêu lâu thì khỏi.